Madonna âu yếm tình trẻ tin đồn kém 41 tuổi. Madonna, 64 tuổi và người mẫu Andrew Daniel, 23 tuổi bị cảnh săn ảnh bắt gặp ôm ấp và âu yếm khi tham dự buổi hòa nhạc của nhạc sĩ Rema tại Irving Plaza, thành phố New York, Mỹ. Theo trang Daily Mail ngày 6 tháng 9 thông tin, Madonna chia sẻ loạt ảnh bà tham dự buổi hòa nhạc lên trang mạng xã hội Instagram. Trong đó, một bức ảnh chụp bà và Andrew Daniel ôm nhau, biểu cảm đầy hạnh phúc. Ngoài Madonna và Andrew Daniel, buổi hòa nhạc còn có một số người nổi tiếng khác. Trang giải trí viết xích dẫn một nguồn tin cho biết sau khi xem hòa nhạc, cặp đôi tranh nhau 41 tuổi này đã đến nhà hàng để ăn tối muộn cùng bạn bè. Họ dành cả tối để khiêu vũ, chụp ảnh. Họ rất dễ thương. Bà ấy và Andrew Daniel công khai thể hiện tình cảm cho nhau bằng những cái ôm, âu yếm. Nam người mẫu trẻ đã xuất hiện một số lần trên Instagram của Madonna trước đó, nguồn tin thân cận Madonna cho biết. Khi tin đồn tình ái giữa Madonna và Andrew Daniel lan truyền, nhiều ý kiến chỉ trích, mỉa mai xuất hiện. Họ cho rằng với độ chênh lệch đến 41 tuổi thì cuộc tình này chẳng khác nào là bà cháu. Đây không phải lần đầu tiên Madonna quen biết với người yêu tuổi nhỏ hơn bà. Tháng 9 năm 2021, Madonna tình từ bên vũ công Alan Malik William, kém hơn 35 tuổi. Trên thảm đỏ ra mắt phim âm nhạc quay chuyến lưu diễn Madame X của bà. Cả hai công khai yêu nhau từ năm 2019 và kết thúc cuộc tình trong êm đẹp vào tháng 4, 2022. Danh sách phi công trẻ một thời của nữ ca sĩ lừng danh còn có Brahim Zaybach, Jesus Lu. Tuy nhiên, những cuộc tình này không kéo dài, đa phần chỉ khoảng 1 đến 3 năm.